quý vị, Xuân Long và những người thực hiện chương trình 365 ngày chuyển động xin kính chào quý vị và bà con đang dành sự quan tâm theo dõi cho chương trình. Quý vị và bà con cũng đừng quên có thể xem lại các chương trình đã phát sóng tại trang thông tin điện tử Lâm Đồng TV vn hoặc trên kênh YouTube Lâm Đồng TV. Những mô hình mới, những cách làm hay tại Gia Lai, Bình Phước hay Sơn La cũng sẽ được giới thiệu đến bà con và các bạn bên cạnh các thông tin nông nghiệp đáng chú ý ngày sau đây diện tích điều ở Đà Tẻ phục hồi tốt sau một thời gian khắc phục dịch bệnh do bỏ xích mũi và tháng thư gây ra, bà con nông dân an tâm canh tác. Vụ mắc ca năm 2021, hơn 500 tấn mắc ca tươi của bà con nông dân tại Lâm Đồng sẽ được doanh nghiệp liên kết thu mua để sản xuất, phục vụ, xuất khẩu. Cao Vân Hồ tỉnh Sơn La thành công với mô hình trồng rau hậu theo hướng hàng hóa. Trồng nấm bào ngư, nấm mèo ở Đồng Xoài tỉnh Bình Phước nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương. Thưa quý khán giả và bà con, cùng với việc áp dụng nhiều giải pháp canh tác hiện đại trên đồng ruộng thì trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng của chúng ta đã luôn chú trọng công tác quảng bá thương hiệu nông sản và cấp mã số vùng trồng. Vâng, vẫn còn khá nhiều bà con chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của việc cấp mã số vùng trồng. Nói một cách dễ hiểu, mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm cây trồng là tấm vé cần phải có để nông sản có thể xuất khẩu đến các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây nhất là Trung Quốc. Vâng, chính vì vậy mà bà con nông dân cần hoàn thiện quy trình canh tác bài bản, tham gia vào các chuỗi liên kết để hình thành vùng sản xuất chất lượng cao có định danh mã số vùng trồng. Đến nay Lâm Đồng đã cấp mã số vùng trồng cho các loại nông sản bao gồm thanh long, xoài, mít, chuối, dưa hấu, sầu riêng, ớt ngọt. Trong năm nay, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất và nông dân xây dựng đồng thời cấp giấy chứng nhận cho khoảng 20 vùng trồng đối với một số nông sản chủ lực nhằm phục vụ kiểm soát chất lượng, đáp ứng các điều kiện để xuất khẩu. Đây là thủ tục bắt buộc đối với các loại nông sản xuất khẩu nhằm truy xuất nguồn gốc. Điều này sẽ là nền tảng quan trọng giúp cho nông sản của Lâm Đồng có thể xâm nhập sâu vào những thị trường khó tính trên thế giới trong tương lai gần. Bên cạnh các loại rau quả tươi cần phải hoàn thiện quy trình canh tác để tiến tới được cấp mã số vùng trồng để xuất ngoại thành công thì các loại cây trồng chủ lực khác của địa phương để phục vụ cho việc chế biến xuất khẩu như là hạt điều cũng được bà con chăm sóc để phục hồi và cải tạo vườn sau những ảnh hưởng của sâu bệnh như là bỏ xít mũi hay là tháng thư trên cây điều vừa qua. Theo ghi nhận của phóng viên thực hiện chương trình hiện nay ở Đà Tẻ, các diện tích điều bị ảnh hưởng do sâu bệnh từ năm 2018 đến nay đã phục hồi và phát triển khá tốt. Theo ghi nhận tại một số xã như Đạ Kho, Triệu Hải, Đà Ban, Đạ Lây, đa phần diện tích điều phát triển khá xanh tốt và đang trong thời kỳ ra quả chuẩn bị thu hoạch. Trước đó năm 2018, do ảnh hưởng của dịch bệnh trên cây điều nên nhiều diện tích đã bị khô héo, thiệt hại khá nặng nề. Ngành chức năng địa phương đã hướng dẫn người dân khắc phục cải tạo vườn điều. Đến nay cơ bản diện tích điều được phục hồi và bắt đầu cho năng suất ổn định. Ngoài ra đối với một số diện tích không có khả năng phục hồi, chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ người dân chuyển sang trồng một số loại cây trồng như dâu tầm, mía, tre tầm vông, cao su, tràm lấy gỗ và một số cây trồng khác để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện nay, tổng diện tích điều toàn huyện Đà Tẻ đạt gần 7.000 hecta. Thưa bà con, mắc ca hiện cũng là cây trồng mang lại thu nhập cao và ổn định cho bà con nông dân. Các chủ liên kết từ cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua cho đến sản xuất và tiêu thụ giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp cũng đã hình thành và mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, hơn 500 tấn mắc ca quả tươi sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh Macca, nhà máy chế biến đóng chân trên địa bàn huyện Đơn Dương, thu mua cho bà con nông dân tại các huyện của tỉnh Lâm Đồng như là Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Đâm Rông tham gia vào chuỗi liên kết với công ty. À vâng và Xuân Long còn được biết là trong năm 2021 này, đơn vị tập trung chế biến sâu để xuất khẩu sản phẩm sang hai thị trường mới là Nga và Ukraina đó thưa quý vị. Vâng ạ, vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin chi tiết ngay sau đây nhé quý vị. Chị Trần Thị Thu Nguyệt, nông dân xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà là một trong những nông hộ gắn bó với công ty Hoàng Anh Macca từ những ngày đầu tiên. Hiện nay, Macca của vườn chị được công ty thu mua từ 100 đến 120.000 đồng một ký, cao hơn thị trường bên ngoài chỉ khoảng 85 đến 90.000 đồng một ký. Vụ mùa năm 2021 này, công ty dự kiến sẽ thu mua 500 tấn quả tươi để phục vụ chế biến 100% công suất của nhà máy để cung cấp cho thị trường nội tiêu và xuất khẩu. Bên cạnh Trung Quốc, Công ty đã nhận được đơn hàng từ đối tác Nga và Ukraine. Do đó, việc mở rộng liên kết và tăng cường hỗ trợ nông dân nhằm nâng cao chất lượng quả mắc ca sẽ được chú trọng thực hiện. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh Maca còn kết hợp với Trung tâm khuyến nông quốc gia tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân trồng thêm 150.000 cây giống, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu nhằm đạt sản lượng đến 1.500 tấn một năm, xây dựng chuỗi giá trị cao cho mắc và giúp bà con nông dân có thể làm giàu từ loại cây này. Không chỉ ở Lâm Đồng, các mô hình liên kết sản xuất như chúng tôi vừa chuyển đến trong thông tin vừa rồi mà tại nhiều địa phương khác, hoạt động hiệu quả của các hợp tác xã, các tổ hợp tác cũng đã mang đến những gam màu sáng cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương, ví dụ như tỉnh Gia Lai. Vâng, hiện nay Gia Lai hiện có 260 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng và an toàn. Các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP đều đạt từ 3 đến 4 sao đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các thành viên. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang có 110 thành viên tham gia canh tác 80 ha tiêu và 120 ha cà phê. Nhờ canh tác theo phương pháp hữu cơ hướng đến một nền nông nghiệp xanh, sạch, sản phẩm của hợp tác xã được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Hợp tác xã cũng đã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm và đạt chứng nhận ô cốp 4 sao, đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu trong kế hoạch năm 2021 này, Nam Giang sẽ xây dựng hoàn thành nhà máy và liên kết sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao như tiêu cà phê. Từ đó giá trị mang lại sẽ tăng cao từ 20 đến 30%, tạo công an việc làm ổn định cho bà con thành viên. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các hợp tác xã nông nghiệp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hướng chú trọng nâng cao năng lực nội tại, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Đây sẽ là tiền đề để nông dân Gia Lai tham gia vào hợp tác xã, sẽ yên tâm sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn mùa vụ phù hợp để thăm canh, luân canh các loại cây rau màu ngắn ngày có giá trị cao, nông dân trên địa bàn vùng cao huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La cũng đã chú trọng nhiều hơn đến vấn đề liên kết, hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa lớn. Vâng ạ, à, đúng vậy đến Sơn Long. Và đây cũng là một tín hiệu khá là đáng mừng tại một huyện vùng núi như Vân Hồ. Hiện địa phương này cũng đang tập trung để xây dựng các mô hình trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao, hướng dẫn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trồng rau thương phẩm để ký kết các hợp đồng tiêu thụ với một số siêu thị tại Hà Nội và nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao. Hiện nay trên địa bàn huyện đã thành lập và đi vào hoạt động ổn định 4 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 8 nhà kính với tổng diện tích hơn 4.000 m2. Do đó, nông dân không còn lo lắng việc sản xuất rau màu, nông sản, không có đầu ra, mà bà con có thể yên tâm phấn khởi, tích cực mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Được biết, huyện Vân Hồ hiện có khoảng 39.000 ha đất nông nghiệp, trong đó có gần 1.100 ha trồng các loại cây rau màu hiện nay huyện đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng tích cực vận động nhân dân chuyển từ đất trồng lúa một vụ một năm kém hiệu quả sang sản xuất chuyên canh rau từng bước thay đổi tập quán canh tác của người dân đưa những loại cây rau màu có năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất hình thành các vùng sản xuất hàng hóa vùng chuyên canh tập trung gắn với thị trường tiêu thụ Vâng, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chúng ta sẽ tìm hiểu những cách làm hay tại Gia Lai, Sơn La. À, vậy còn Bình Phước thì sao thưa quý vị? Vâng ạ, tại thị xã Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước là một trong những địa phương trồng nấm bào ngư và nấm mèo có tiếng ở đây. Những năm gần đây thì người dân trồng nấm phát triển nhiều hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và góp phần giải quyết việc làm cũng như là phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đây là mô hình mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả và bà con ngay sau đây. Gia đình anh Thảo có diện tích hơn 1.200 m2, hiện đang trồng 200.000 bọc nấm mèo và 100.000 bọc nấm bào ngư. Với trồng nấm mèo, mỗi năm gia đình anh thu về khoảng 8 tấn, còn nấm bào ngư thì thu hoạch quanh năm với sản lượng từ 16 đến 18 tấn. Khi sử dụng hết chất trong bọc phôi, anh lại tận dụng để sử dụng trồng nấm rơm. Sau trừ chi phí, gia đình anh thu lợi hơn 350 triệu đồng một năm. Hơn 10 năm trồng nấm, gia đình anh chưa năm nào bị lỗ và luôn có nguồn thu nhập ổn định. Nghề trồng nấm trên địa bàn xã Tân Thành 5 năm trở lại đây mới phát triển mạnh. Hiện nay trên địa bàn xã có 5 hộ sản xuất trồng nấm bào ngư và nấm mèo với tổng diện tích gần 10.000 10 m2. Sản lượng khai thác mỗi năm đạt khoảng 50 tấn nấm mèo khô và 100 tấn nấm bào ngư tươi, đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Trước nhu cầu của thị trường trong năm 2020 đã có thêm 4 hộ mở rộng đầu tư trồng loại nấm này. Đây là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển nghề trồng nấm của xã Tân Thành hội dân trồng nấm còn góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân phát triển kinh tế xã hội địa phương quý khán giả và bà con, thời điểm này các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều đã và đang chuẩn bị nhiều giải pháp để đối mặt với thời kỳ khô hạn dự báo sẽ kéo dài trong năm nay. Và một trong những giải pháp được cho là hiệu quả lâu dài cho người nông dân trong thời gian qua đó là việc đào ao hồ nhỏ để tích trữ nước tưới với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Và những con số đáng bất ngờ là tính từ khi triển khai đề án đào ao hồ nhỏ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đào được 3.000 ao hồ nhỏ với khối lượng khoảng 7,5 triệu mét khối. Vốn ngân sách thực hiện khoảng 37 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng, ghi nhận tại huyện Di Linh qua phóng sự sau. 1,4 hecta vườn cà phê vừa cải tạo trồng mới 2 năm qua của hộ ông Đặng Thành Sơn ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh vẫn có đầy đủ nước tưới dù mùa khô hạn kéo dài được hỗ trợ từ đề án, ông nhận được kinh phí 20 triệu đồng của địa phương, gia đình đối ứng 20 triệu đồng để đào ao hồ chứa nước tưới gần 300 mét vuông. Quan trọng là giúp cho nhà vườn đào hồ là, là mất 40 triệu, hỗ trợ hai châu. Mua hàng tháng hồ tại là đủ lượng nước tới. Nhà nước hồ, hồ trợ đầu tư thêm tiền càng tốt cho người dân thôi. Riêng ta nghĩ thì cái diện tích cà phê nó rất là lớn mà trong cái đề án của tỉnh cũng như huyện là xây dựng cái ao hồ nhỏ nó rất là có có lợi cho người dân và người dân tận dụng những cái nước mạch trong mùa mưa để làm ao hồ á và cũng mong muốn rằng cái đề án này là sẽ phát huy được nhiều cái lợi thế hơn để giúp cho bà con để cái phòng chống cái hạn trong cái mùa khô của cà phê. Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao hồ nhỏ trên được thực hiện theo quyết định số 1758 ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Riêng đối với Di Linh, địa phương có gần 45.000 hecta cà phê. Đến nay, toàn huyện đã đào thêm 140 ao hồ nhỏ để lấy nước chống hạn trong năm 2021 này, với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng để phục vụ tưới tiêu. Việc triển khai thực hiện đề án thì đã khắc phục được cái tình trạng hạn hán thiếu nước ở nhiều khu vực, trong đó có những khu vực là xa các công trình thủy lợi, cũng một số khu vực là vùng sâu vùng xa. À, thứ hai nữa hiệu quả của đề án cho thấy rằng là việc triển khai thực hiện đề án thì đã trở thành một cái phong trào rộng khắp trong nhân dân từ đó là phát triển thành một cái là xã hội hóa à, theo cái phương thức là nhà nhân dân làm công trình nhà nước hỗ trợ bên cạnh hiệu quả từ đề án để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng trong mùa khô hạn năm 2021 này, các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nạo vét kinh mương, tu sửa các công trình thủy lợi, xây dựng phương án điều tiết tích nước, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tưới nước tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn nước. Việc tiết kiệm nước hay phát triển các diện tích tưới tiết kiệm trên địa bàn tỉnh cũng sẽ là giải pháp để góp phần chung tay chống hạn, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Còn đến đây thì Xuân Long và Thúy Vi cùng những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Quý vị và bà con muốn tìm hiểu các phương pháp canh tác mới, những cách làm hay, có thể liên hệ với chương trình, chia sẻ thông tin thông qua địa chỉ email 365 ngày chuyển động ltva com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con vào chương trình ngày mai.